Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 19 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cựu phi công Mỹ tiết lộ chấn động vụ chạm trán với UFO Hunter Biden dở thói côn đồ, nhận ngay báo ứng từ đảng Cộng hòa. Báo động đỏ, giá dầu lần đầu tiên vượt mức 90 đô la trên thùng trong năm 2023. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong phiên điều trần trước Quốc hội, cựu phi công Mỹ Ryan Graves và David Bravo tuyên bố đã từng chạm trán với UFO trong không phận huấn luyện quân sự. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều báo cáo về việc chạm trán với UFO. Những báo cáo này không chỉ do người dân gửi mà còn cả các phi công quân sự. Vì vậy, giới chức Mỹ đã tổ chức một số phiên điều trần để làm rõ bí ẩn về vật thể bay không xác định. Liên quan đến sự việc này, vào tháng 7 vừa qua, hai cựu phi công hải quân Mỹ là Ryan Graves và Davis Rival đã tham gia phiên điều trần tại Quốc hội và có những tuyên bố đáng chú ý. Ryan Graves và Davis Rival đều đã báo cáo chạm trán với UFO trong không phận huấn luyện quân sự theo cựu phi công Brian Graves, ông cùng các đồng nghiệp đã có những lần nhìn thấy UFO khi làm nhiệm vụ nhưng do dự khi báo cáo chúng. Cựu phi công Brian Graves nói rằng, sự kỳ thị gắn liền với UFO là có thật, thách thức an ninh quốc gia, nó khiến các phi công máy bay thương mại im lặng do lo sợ những hình ảnh liên quan đến công việc của mình. Trong khi đó, cựu phi công Davis Raver từng là chỉ huy phi đội FA-18S của tàu sân bay USS Nimitz Ông đã nhìn thấy UFO trong một chuyến bay ngoài khơi bờ biển Nam California vào ngày 14 tháng 11 năm 2024. Trong lần chạm trang đó, ông Braver đã nhìn thấy vật thể có hình dạng giống tích tắc, di chuyển cực nhanh nên ông không thể đuổi kịp dù đã tăng tốc. Theo như cựu phi công Braver. Vật thể TikTok mà ông và các đồng nghiệp nhìn thấy năm 2004 vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ công nghệ, thiết bị nào vào thời điểm đó hay hiện tại hoặc là sẽ phát triển trong 10 năm tới. Do đó, thì ông Fravor cho rằng UFO có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn chưa tìm được bằng chứng giúp xác thực sự tồn tại của UFO. Vậy nên, họ đã và đang nỗ lực nghiên cứu nhằm giải mã bí ẩn về UFO trong thời gian sớm nhất. Hunter Biden dỡ thói con đồ, nhận ngay báo ứng từ đảng Cộng Hòa Quý vị thân mến, thật là nực cười. Đúng là cái quái gì cha con Biden cũng làm được. Không biết tự ý cha con nhà này nghĩ ra hay là được sự điều khiển của giới nhà nước ngầm. Quý vị có tin được không? Hunter Biden đã đệ đơn kiện sở thuế vụ IRS hôm thứ Hai, Vụ kiện cáo buộc rằng các đại lý IRS đã tiết lộ thông tin thuế của anh ta một cách bất hợp pháp và không bảo vệ hồ sơ cá nhân của anh ta. Hành động pháp lý này diễn ra trong bối cảnh Hunter Biden đang phải đối mặt với một số thách thức pháp lý khác, bao gồm bản cáo trạng về tội sử dụng súng liên bang và các khoản thuế bổ sung có thể xảy ra. Vụ kiện của Hunter Biden cáo buộc IRS tiết lộ thông tin khai thuế của anh ta một cách bất hợp pháp. Vụ kiện khẳng định những tiết lộ của đặc vụ IRS Gary Sapley và George Ziegler, những người đã lên tiếng về mối lo ngại của họ liên quan đến việc xử lý các cuộc điều tra về Hunter Biden. Thưa quý vị, cuộc điều tra này nhắm mục tiêu và tìm cách làm ông Biden xấu hổ. Theo AP News, vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 1.000 đô la cho mỗi lần tiết lộ trái phép thông tin khai thuế của anh ta cùng với nhiều khoản khác các đặc vụ irs được đề cập đã tuyên bố là người tố cáo lập luận rằng việc tiết lộ thông tin của họ được cho phép theo luật tố giác tuy nhiên đơn kiện của hình tờ biden lập luận rằng những biện pháp bảo vệ này không áp dụng trong trường hợp này điều này đặt ra câu hỏi liệu vụ kiện có phải là một nỗ lực nhằm đe dọa những người tố giác hiện tại và tương lai hay không như luật sư của sapley gợi ý theo Business Insider, vụ kiện cho biết Biden không có ít hoặc ít quyền hơn bất kỳ công dân Mỹ nào khác và không có cơ quan chính phủ hoặc cơ quan chính phủ nào có quyền tự do vi phạm các quyền của ông ấy chỉ là vì ông ấy là ai. Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã đưa ra một tuyên bố bảo vệ những người giúp tố cáo IAS, giúp Hunter lớp một rõ luật hơn bất cứ ai đã đọc hoặc là nghe lời khai của hai người tố giác irs đều biết rằng họ là những công dân chính trực quan tâm và không có chương trình nghị sự chính trị cả hai đều đã làm việc tại irs hơn một thập kỷ trong một số vụ án tội phạm thuế lớn nhất trong lịch sử nước ta những gì họ chứng kiến khi thực hiện cuộc điều tra tội phạm hình tờ Biden là sự xói mòn các tiêu chuẩn đạo đức và sự lạm dụng quyền lực đang đe dọa đất nước của chúng ta. Họ đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi chính trị hóa và hành vi sai trái của các quan chức DOJ. Thưa quý vị, tuyên bố này còn chỉ trích hình tờ Biden gán cho anh ta cái mát, kẻ gian lận thuế và cáo buộc đội ngũ pháp lý của anh ta đang tiến hành một chiến dịch bôi nhọ những người tố cáo. Bài viết kết luận bằng cách nói rằng, đe dọa nhân chứng chỉ là một chiến thuật bẩn thiểu khác của nhóm pháp lý Hunter Biden. Bất chấp trò chơi của họ, cuộc điều tra của chúng tôi sẽ tiếp tục. Về phía nhóm pháp lý của Gary Sapley, Tristan Levis, luật sư của người tố giác IRS đã lập tức lên tiếng chỉ trích Biden DOJ hôm thứ hai, rằng vụ kiện IRS này chỉ là một hành động bôi nhọ phù phiếm khác của các luật sư của gia đình Biden, nhằm cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người khỏi các vấn đề pháp lý của chính Hunter Biden và đe dọa bất kỳ người tố cáo hiện tại và tương lai nào. Thẩm phán liên bang tại Delaware, người giám sát thỏa thuận nhận tội bị hủy bỏ, đã bác bỏ những tuyên bố tương tự chống lại những người tố cáo, sau khi họ vật trần thỏa thuận bí mật ở hậu trường giữa Hunter Biden và Bộ Tư pháp. Cả IRS, SSA, Gary Sapley và luật sư của ông đều chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào của người nộp thuế, ngoại trừ thông qua tiết lộ tố giác được luật pháp cho phép. Một khi Quốc hội công bố lời khai đó, giống như mọi công dân Mỹ, ông ấy có quyền thảo luận về thông tin công khai này. Báo động đỏ, giá dầu lần đầu tiên vượt mức 90 đô trên thùng trong năm 2023. Thưa quý vị, giá dầu Hoa Kỳ tăng vọt lên mức 90 đô la trên thùng, lần đầu tiên sau 10 tháng, một dấu hiệu xấu đối với hệ thống dự trữ liên bang Fed. Giá dầu tăng dự kiến sẽ đẩy giá xăng lên cao hơn nữa và khiến cho tỷ lệ lạm phát vốn đã tăng cao trên khắp nền kinh tế thêm phần nghiêm trọng hơn. Đợt tăng giá năng lượng mới nhất đang bắt đầu đảo ngược một số nỗ lực của Ngân hàng Trung ương trong cuộc chiến chống lạm phát, vốn đã tăng tốc lên 3,7% trong tháng 8. Giá tại trạm xăng đang gần đạt mức cao kỷ lục trong năm, mặc dù nhu cầu đã giảm mạnh đi. Mặc dù mùa lái xe cao điểm vào mùa hè đã kết thúc, Giá xăng vốn là yếu tố đẩy lạm phát tăng cao trong tháng 8 có thể sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới do giá dầu tăng đột biến. Giá xăng tăng khi giá dầu tăng trên 90 đô la. Theo AAA, giá xăng thông thường trung bình trên toàn quốc đã tăng 3,86 đô la một gallon vào ngày 15 tháng 9, tăng 6 xu so với tuần trước và cao hơn 16 xu so với cùng ngày năm 2022. Vào cùng ngày, dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu đã giao dịch lên 94 đô la trên thùng, trong khi dầu thô West Desert Intermediate chạm mốc gần 91 đô la trên thùng. Ít nhất hơn chục tiểu bang có giá xăng trung bình từ 4 đô la trên gallon trở lên, trong đó có Colorado, North Dakota và California. Hai biện pháp lạm phát phát hiện quan trọng Hai biện pháp lạm phát quan trọng trong tuần này được phép theo sát đã cho thấy giá nhiên liệu tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá nhà sản xuất của Cục Thống kê Lao động đã tăng trong tháng trước do giá xăng cao hơn. Chỉ số giá xăng của CPI tăng 10,6% trong tháng 8, tăng mạnh so với mức tăng là 0,2% trong tháng 7 do nhu cầu tăng 10,5%. Chỉ số năng lượng nhìn chung đã tăng 5,6% trong tháng trước. Trong thông cáo báo chí vào ngày 13 tháng 9, Chu Bà Đình thừa nhận giá xăng đã tăng đột biến. Bà Đình nói rằng, làm phát tổng thể cũng đã giảm đáng kể trong năm qua, nhưng tôi biết việc giá xăng tăng vào tháng trước đã gây căng thẳng cho ngân sách gia đình. Đó là lý do tại sao tôi vẫn tập trung vào việc cắt giảm chi phí năng lượng, bao gồm cả việc đầu tư vào năng lượng sạch để tăng cường an ninh năng lượng của chúng ta, các chính sách năng lượng xanh của chính phủ Biden đã không giúp ích được gì khi Tòa Bạch Ốc chấm dứt hợp đồng khoan dầu trên các vùng đất liên bang tại Alaska. Tuy nhiên, thưa quý vị, các quan chức chính phủ đã liên lạc với các giám đốc điều hành ngành dầu khí để đảm bảo an ninh nguồn cung. Người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc, ông Charles Bernstein, nói với các phóng viên rằng, Bộ Năng lượng đang liên lạc với các nhà sản xuất và nhà máy lọc dầu để giải quyết mọi vấn đề và cố gắng đảm bảo nguồn cung ổn định. Dân biểu Cộng hòa Mark Green nói với Forbes Business rằng Biden sẽ phải trả giá cao về mặt chính trị nếu giá xăng tăng trên 4 đô la một gallon vào năm 2024 cuối cùng thêm một lời kết emily và cộng sự rất mong quý ông bà cô bác và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e time kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an